Xin chào các bác nhé. Hôm nay em và cho các bác một mẫu Mitsubishi Mirage. Chiếc này sản xuất 2016, phiên bản số sàn 1.2 các bác nhé. 1.2. Đấy, xe form dáng phân khúc hạng A, rất là nhỏ gọn. Phiên bản số sàn các bác nhé. Xe đang được đeo biển 21. Biển Tuyên Quang các bác nhé, biển Tuyên Quang. Xe mang nước sơn màu trắng. Chiếc này thì xe gia đình không có khoan đục không taxi các bác nhé, không khoan đục không taxi. Xe cực kỳ chất này. Xe được trang bị hai đèn halogen, đèn pha là đèn halogen các bác nhé, và đèn gầm được trang bị đèn bi. Đèn bi. Sơn xi khá là đẹp này. Và chiếc này được trang bị 4 vành đúc các bác nhé, 4 vành đúc và ABS 4 bánh. Lốp lắp dày các bác nhé. Xi nhan được tích hợp trên trên sườn xe này. Đấy, lốp lắp dày. Vành khá là đẹp nhé các bác nhé. Mirage sản xuất 2016. Đấy, xe phân khúc hạng A, rất là nhỏ gọn. Trong khi các anh chị nào muốn mua về chạy dịch vụ cũng như gia đình thì khá là ok các bác nhé. Chiếc này thì mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ thấp này. Chiếc này chỉ rơi vào tầm khoảng cỡ 4 lít trên 100 cây thôi. 1.2 các bác nhé, 1.2. Dòng này 1.2 thì xe được thiết kế 3 máy các bác nhé, 3 máy. Đấy, sơn xi sạch đẹp này. Và sau xăm bên phần đuôi xe thì xe được trang bị 4 mắt cảm biến lùi các bác nhé. 4 mắt cảm biến lùi này, camera lùi đầy đủ rồi. Đấy. Đèn hậu hai bên như bác đã thấy đây. Đấy, còn cực kỳ trong, cực kỳ mới các bác nhé. Cực kỳ trong, cực kỳ mới luôn. Đấy. Rất là đẹp cho một mẫu Mirage. Với tầm tiền chỉ loanh quanh hơn 200 triệu một chút thôi. Hơn 200 triệu thôi thì quý cô bác anh chị đã sở hữu được một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản các bác nhé. Nhật Bản cực kỳ bền bỉ, cực kỳ tiết kiệm. Đấy, cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhé các bác nhé. Chiếc này thì nội thất cực kỳ tươi tắn luôn. Cực kỳ tươi tắn và cũng cam kết với quý bác anh chị là keo chỉ cột kèo còn nguyên zin hết các bác nhé. Đấy. Chiếc này tabi tablo cực kỳ chất, cực kỳ đẹp này. Đây. Tabi cánh cửa đằng trước bên phụ này. Đây, như bạn đã thấy đây. Gần gai không có một vết xước các bác nhá. Đây, bệ tì tay đây. Được mạ chrome khá là sáng bóng, vẫn còn khá là đẹp nhá, không có hiện tượng bóng mòn này. Đấy, được bác chủ lót cho ra cái bộ da tablo khá là đẹp luôn, khá là chất các bác nhé. Tablo là tươi mới các bác nhé, cực kỳ tươi mới luôn. Đấy, tất cả phần nhựa đây như các bác đã thấy đây, gần gai còn khá là đẹp luôn. Màn hình xe được trang bị màn hình rồi, điều hòa thì điều hòa cơ các bác nhé, điều hòa cơ, hộp số sàn này. Đấy, xe được trang bị hai túi khí an toàn các bác nhé, hai túi khí an toàn. Đây, túi khí an toàn cho ghế bên phụ này ạ, và đây túi khí an toàn cho bên vô lăng cho người lái này. Đấy. Hơn dòng Hyundai i10 chỉ có một túi khí thôi nhé các bác nhé. Đấy, bản đồ cho số sàn chỉ có một túi khí thôi. Mitsubishi Mirage thì là được trang bị hai túi khí an toàn các bác nhé. Đấy, ghế da sạch đẹp này, ghế da cực kỳ mới các bác nhé. Đấy, trần thì nguyên bản theo xe này. Đấy, sạch đẹp này. Đấy, như các bác đã thấy đây. Đấy, ghế da được bác chủ bọc, ghế da rất là điệu đà, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất các bác anh chị nhé. Đấy. Quay cho bác xem đây, tất cả phần ốc lát này, keo chỉ nhé các bác nhé, đây keo chỉ đây, nguyên zin,
đấy, ốc còn nguyên vạch sơn các anh em, nguyên vạch sơn, keo chỉ zin nét các anh em, keo chỉ cực kỳ đẹp luôn. Bu nó có vết, còn chưa có vết tháo nhưng anh em, bu vít cánh cửa đằng sau bên lái đây, đấy, tất cả còn khá là sạch sẽ, khá là tươi, khá là sạch sẽ này. Chúng nội thất đây, đấy, ta đi cánh cửa đằng sau bên phụ đây, nhưng mà đã thấy đây, đấy, cực kỳ tươi, cực kỳ đẹp nhé mọi người, ghế da sạch đẹp này, ghế da sạch đẹp, cực kỳ mới này, đấy, sàn này được, bác chủ ta cắt nốt sàn thôi, cắt nốt sàn và sàn được bọc da rồi các bác nhé, sàn được bọc da rồi, tất cả ốc cánh cửa còn chưa có vết bạn này, ốc cánh cửa keo chỉ zin nguyên zin đâu nhé, keo chỉ nguyên zin này, lốp dày, lốp lam cực kỳ dày dặn luôn, vành thì không một vết xước không nhé, một chiếc xe nguyên zin hết này, đây kính này, kính zin không nhé, kính 2016 là theo đời xe luôn, cốp khá là rộng rãi này, cần cốp sau các bác để đồ các bác nhé, các bác mà chạy dịch vụ hoặc là gia đình thì cũng khá là rộng rãi cho một cái ga cúp đít khá là rộng, cam kết với các bác anh chị là cúp keo chỉ cúp là nguyên zin các bác nhé, nguyên zin hết nhé các bác nhé, kính zin nguyên zin hết này, kính tám này, rất là đẹp, rất là tươi cho một chiếc Mitsubishi Mitsubishi nhé mọi người nhé, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chất, cực kỳ đẹp. Và sau đây em xin quay một phần khoang máy để cứu các anh chị cùng xem và tham khảo qua nhé. Máy con này thì cam kết với cứu các anh chị là nguyên zin hết nhé, nguyên zin. Máy nguyên zin, con này này em chưa cho rửa dọn gì, đấy, chỉ là bụi thôi các bác nhé, đấy, cái này rửa đi thì là sạch hết này, đấy, máy thì cam kết với các bác anh chị zin nhé, chân máy còn zin, vẫn còn vạch sơn này, ốc máy đây, ốc máy đây nguyên zin hết nhé, cam kết với các bác anh chị là tất cả zin hết hết này, đấy, theo chỉ cabo còn nguyên zin này, đấy, theo chỉ cabo nguyên zin nhé, phần này em còn chưa cho dọn rửa zin hết các bác nhé, zin tất cả keo chỉ là keo mặt máy vẫn còn zin các bác nhé, keo mặt máy vẫn zin này, cam kết với các anh chị là đây hộp số này, hộp số còn nguyên zin nhé các bác nhé, cam kết các bác là zin từ A đến Z. Đấy, xe cực kỳ chất, cực kỳ đẹp này, siêu tiết kiệm cho một chiếc Mitsubishi Mitsage. Đấy, sản xuất 2016 đến từ Nhật Bản các bác nhé, xe cực kỳ bền bỉ, siêu tiết kiệm này. Đấy, các bác nào muốn chạy dịch vụ cũng như gia đình thì có thể liên hệ ngay về đầu hotline 0979979 nhé, để có cái giá tốt nhất, giá ưu ái nhất để quý các anh chị nhà mình mua về sử dụng các bác nhé. Đây, như các bác đã thấy đây, cặp đèn pha hai bên này cực kỳ trong, cực kỳ mới luôn, 2016 mà cặp đèn pha còn cực kỳ đẹp này, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất các bác nhé. Đây cặp đèn pha hai bên như các bác đã thấy đây, cực kỳ mới luôn, nước sơn màu trắng các bác nhé. Và đặc biệt chiếc này đăng kiểm còn khá là dài này, đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2023 các bác nhé, đến tháng 4 năm 2023. Sơn xì quá sạch đẹp, bốn lốp dày này. Đấy, các bác mua về là sẵn sử dụng luôn các bác nhé, sẵn sử dụng luôn. Xe thì tuy rằng là xe cỏ thôi, vẫn cam kết cho quý bác anh chị về đâm va tai nạn này, bổ máy này, ngập nước các bác nhé, cam kết hết cho quý bác anh chị những cái yếu tố quan trọng nhất về một chiếc xe. Các bác vào xem thì ủng hộ em những lượt like, lượt xe các bác nhé. Đấy, các bác nào chưa đăng ký kênh thì vào đăng ký kênh để ủng hộ em. Đấy, muốn đàn em cập nhật video lên thì quý bác anh chị là người nhận được những video mới nhất về những điện thoại của quý bác anh chị nhà mình nhé.
Cảm ơn quý bác anh chị đã xem tin. Chúc quý bác anh chị nhà mình lựa chọn được những chiếc xe ưng ý nhất, giá cả hợp lý nhất. Cảm ơn quý bác anh chị đã xem tin. Xin chào các bác.